À, kính thưa đại chúng Sài di thì có 10 giới mà 10 giới đó nếu quý vị giữ nghiêm trì á, thì cũng có thể à, trên con đường đi vào thành tịnh hóa cái tâm để đi vào trong dòng thánh tức là tu đạo hoàn đạo đang trên đường để hoàn thiện làm sao biết là mình có giữ giới hay không Chỉ có mình mới biết. Ra ngoài mình ra thì có chư thiên, chư Phật. Còn người thường họ không biết đâu. Người thường không biết là mình có giữ giới hay không. Chỉ có mình phát nguyện mình giữ giới, tại sao mình phải giữ giới? Tại vì mình sợ hãi sanh tử. Nếu còn tiếp tục sanh thì sanh già bệnh chết. Là còn tiếp tục nữa Đấy, Còn cái thân này còn khổ Cái gì cũng khổ hết á. Nắng cũng khổ, mưa cũng khổ, đói cũng khổ rồi tôi đi toilet mà không đi được cũng khổ Có cái thân này không sung sướng gì hết Phải luôn luôn quán chiếu Cái thân là ngục tù Nó đã nhốt mình vào mà mình muốn vượt thoát ra khỏi cái đó ở trong kinh pháp cú đức phật có dạy khi ngài mới chứng đắc ngài nói ta từ vô lượng kiếp đi tìm cái người xây nhà bây giờ ta đã tìm thấy người xây nhà chính là tham ái làm cho ta sinh tử luân hồi trong vô vô lượng kiếp chỉ vì tham ái chữ tăng nhà nó có ý nghĩa là phản ứng của thân và tâm khi xúc chạm tới đối tượng bên ngoài thí dụ nắng ta thấy khó chịu nếu ta quay vào bên trong ta thấy rằng ta đang khó chịu khó chịu đang sanh thì lập tức ta buông thấy biết buông mà ta nói rằng cái thân này là năm quẩn Sắc thọ tưởng hành thức Khó chịu vì định kiến Nói rằng có tôi đây Cho nên tôi khó chịu Có cái thân đây Cho nên nó mới sanh khó chịu Thì ta bỏ <laughs> Tại vì năm quẩn là không thật Ngay cái lúc ấy Mà nếu ta quán cái sự chết Ai cũng phải chết Và chết là cái thân này á, Là dòi nó đục còn nếu đem thiêu nó chỉ là cái, cái đám tro ta quán được như vậy thì ta sẽ bỏ được nếu không quán được như vậy không bỏ được đâu nó vẫn còn khó chịu mà khi ta bỏ rồi thỉnh thoảng nó nhớ đi ra nắng là lại tiếp tục khó chịu người ta phải quán liên tục cái khó chịu ấy quay vào bên trong á bữa nào trời mưa ta đứng giữa trời mưa cho nó ướt rồi nó run nó lạnh ta nói ủa cái năm quấn này tại sao nó run nó lạnh đó là những cảm giác cảm xúc dục lạc tiêu cực tích cực khi ta quán được ta thấy nó không thật tại vì nó run nó lạnh tại vì có mưa là nhân duyên có gió và có cái thân nếu không có cái thân thì mưa gió quan tâm gì nếu cái thân này mà nó chết nó chôn dưới đất á thì có mưa gió cũng vậy thôi nó cũng không sợ hãi khi ta quán được như vậy thì ta mới buông bỏ được mẹ buông bỏ không chấp thủ vào cái thân thì thưa chưa về chúng ta phá được thân kiến và chúng ta không có một hoài nghi một chút nào hết về cái nhân duyên tại sao tôi có mặt ở đây tôi có mặt ở đây tại vì tôi thích có mặt ở đây tôi đã tạo nghiệp nghiệp nữ ý ưa thích cái thân cho nên á muốn phá được cái thân kiến thì trong cái hành động đi đứng nằm ngồi ăn uống ngủ nghỉ của chúng ta thôi chúng ta không quan sát bên ngoài mà quan sát trong tâm thí dụ bữa nay trưa nay nhà bếp nấu khi ta đem bình bát xuống ta thọ nhận thứ nhất ta kiểm tra xem tôi có đủ đức hạnh để ăn không tôi có tạm quý xấu hổ không tại vì đắp y ôm bình bát mà đức hạnh có đủ chưa chưa đủ tức là tôi đang mắc nợ mắc nợ cái thân mắc nợ bữa ăn Và nếu tôi không trả cái nợ này thì tôi tiếp tục sinh tử luân hồi cho nên thấy biết Phải biết tạm quý xấu hổ Tạm quý xấu hổ Vì tôi có cái thân Cho nên tôi phải ăn Cho nên ta sẽ không tham đắm vào cái ăn Và lâu ngày cái tâm nó nhận biết Ăn để mà sống Chứ không phải sống để mà ăn Thì cái tâm nó sẽ nhàm chán Ăn vẫn ăn Nhưng mà nó nhàm chán Có ăn cũng được không ăn cũng hoan hỷ nấu dở cũng hoan hỷ mà nấu ngon cũng hoan hỷ dĩ nhiên ngon thì hoan hỷ hơn phải không quý vị và khi cái tâm nó không còn dính mắc vào các cái đề mục ăn uống ngủ nghỉ thì nó giải phóng được cái sự nô lệ về cái thân mà nếu nó giải phóng được sự nô lệ và cái thân tức là nó phá được thân kiến phá được thân kiến thì nó mới chứng được tu đà hoàn ráng tu đi quý vị kiếp này nếu không chứng được vào tu đạo hoàn thì kiếp sau không có gì đảm bảo là chúng ta còn tiếp tục sanh ra làm người không đảm bảo cái tỷ lệ đó là một phần tỷ tỷ để chúng ta được sanh ra làm người rất là mỏng manh nhưng nếu chứng được tu đạo hoàn thì đức phật đã dạy chỉ còn bảy lần sanh nữa thôi sinh ra thì làm người làm chư thiên để tiếp tục tu cho tới khi hoàn tất kiếp này thân nữ kiếp sau biết đâu thành thân nam hoặc là chư thiên thì là thân nam Đấy. tiếp tục tu học làm được không làm được phá thân kiến đi biết đi đứng biết đứng thử xem trong cái đi có khó chịu hay dễ chịu đi trời nắng dễ chịu hay khó chịu đi trời mưa không vô nó ướt từ đầu tới chân khó chịu hay dễ chịu gặp người ta nói nặng nói nhẹ mình mình có dễ chịu hay khó chịu đừng quan sát cái nội dung của người ta nói tại vì người ta đang tạo cái nghiệp của người ta và đó là thử thách với mình quay vào bên trong liền khi cái lỗ tai nghe quay vào bên trong khó chịu có xanh khó chịu có diệt biết nó xanh thì bỏ thì phá được thân kiến tại sao khi mình nghe người ta chửi mình mình buồn tại vì người ta nói bằng cái ngôn ngữ của mình và mình biết đó là chửi tức là sắc thọ tưởng hình thức à, là năm uẩn đó là định kiến nếu người ta chửi mình bằng tiếng mỹ bằng tiếng pháp mình không biết người ta chửi đây mà mình không biết thì sao thì mình cười trừ giả dụ như mình nghe mà mình cũng nghe như nghe tiếng lào tiếng pháp thì cái tâm mình nó vẫn hoan hỷ mà cái tâm không sân á là dễ chứng tu đoạn hoàn lắm thưa quý vị còn sân tức là còn bản ngã cho nên khi tu tập ta luôn luôn quay vào bên trong. Thấy các hiện tượng gì bên ngoài, nắng mưa, cây héo, người này tới làm khó chịu, người kia tới làm khó chịu. Hay người tư, ngày người này tới cúng dường, ta cũng vui. Họ cúng dường họ muốn phước. Mắc mớ gì mà ta phải vui? Mà họ tới làm khó chịu là cái nhiệm vụ của họ. Ta mắc mớ gì mà ta phải khó chịu ta à, đừng có dính đừng có dính vào sắc pháp sắc pháp đó là nó nằm trong cái não của chúng ta đó chứ không phải nằm bên ngoài sắc thọ tưởng hành thức đưa tạo nên định kiến và nếu ta phá được định kiến tức là phá được thân kiến mà phá được thân kiến chứng tự độ hoàn thì còn bảy lần sanh và đức phật dạy chắc chắn chắc chắn luôn sanh phải ra làm người tốt hoặc làm chư thiên tại vì không có cái tài sản nào lớn bằng cái tài sản của người đã chứng tu đà hoàn dễ không dễ hàng ngày đều quán chiếu vào trong nội tâm mắt nhìn quán chiếu trong nội tâm có thương có ghét không tai nghe quán chiếu trong nội tâm có thương có ghét không miệng ăn bỏ thức ăn vào trong miệng quán chiếu coi tôi có thích có ghét không thích cái món này mà ghét món kia nhận biết là buông à, trước hết phải thấy thấy rồi biết biết là là thương ghét nó đang nảy sinh rồi buông tại vì nếu tôi không buông được thì tôi tiếp tục tái sinh mà không lẽ chỉ vì cái miếng ăn chỉ vì cái lời nói chỉ vì cái cảm xúc mà tôi không buông được sao cái thân này chết. Quan niệm sự chết đó. Đức Phật dạy quan niệm sự chết rất là thù thắng. Trong mọi tình huống đều quan niệm sự chết. Nếu tôi chết thì cái gì quan trọng à lập tức mình buông được. Mẹ buông được thì phải bỏ luôn. Chẳng có cái gì dính tới ta hết. Những cái ta nghe, ta nhìn, ta ngửi, ta nếm chẳng có ta ở trong ấy. Đó là năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức và khi ta tiếp tục nhận biết tức là ta dạy cho cái tâm của ta đừng có chấp nữa mặc kệ nó tiếng việt nó còn cái cái từ ngữ mặc kệ nó mặc kệ nó lúc nào cũng phải nhớ như vậy mặc kệ đó mặc kệ nó chẳng dính gì tới ta chó sủa không dính gì tới ta người đến làm khó chịu không dính gì tới ta ta cứ sử dụng trí tuệ mềm mỏng nói năng nhưng mà nó không dính gì tới ta Đừng có phiền não vì người ta tới làm khó mình Mà cũng đừng có vui vì thấy người ta lại người ta cúng dường mình Người ta cúng dường Phật để người ta có phước Người ta mua phước mà Tạo phước Thì dính gì tới mình mà mình vui Nếu mình khởi tâm vui tức là mình có dính mắt Đấy Xả bỏ được sự dính mắt Phá được Định kiến thì chứng vào tu Đạo hoàn ta không có hoài nghi nhân quả rõ ràng như vậy nếu ta phá được thì nó phải vào thôi mà muốn phá cái đó đầu tiên là phải không phóng dật luôn luôn quan sát đi biết đứng biết nhổ cỏ biết nhổ cỏ đừng có nhổ cỏ mà rồi cái tâm nó suy nghĩ ở chuyện trên hạ long vũng tàu nhổ cỏ tôi biết nhổ cỏ thôi cẩn thận ở dưới cỏ có những côn trùng phải khởi tâm từ tôi thương nó, tôi không có muốn làm hại nó, chẳng qua cái việc tôi phải nhổ cỏ thôi. Để cho tâm từ mình luôn luôn giữ phát triển và tu tập như vậy không lâu đâu thôi chứ vậy, nếu mà 24 trên 24 đều giữ được như vậy thì có nhiều vị 3 năm người ta đã chứng vào tu đạo hoàn rồi. Người ta chứng tứ thiền luôn. trong cái nhóm mà bảy người tu học sáu tháng mới có học hai tháng nè hai hơn hai tháng một chút xíu đã có người thấy được nimita điều khiển được nimita tức là trạng thái của sơ thiền và nếu cứ tiếp tục như vậy trong vòng hai tháng nữa người đó có thể nhị thiền tam thiền có thể thấy được kiếp quá khứ không chừng chưa biết nhưng mà có dấu hiệu rất tốt tại sao tại vì người ta chú tâm vào bên trong người ta không chú tâm bên ngoài nữa biết sợ sinh tử sợ kiếp sau làm chó làm mèo làm rắn làm chuột tùy theo cái nghiệp của mình đang tạo nghiệp là gì những cái gì mình đang tạo nè ăn ngủ đi đứng nằm ngồi toilet tắm rửa đều tạo nên nghiệp khi chú tâm thì sẽ thấy rằng các cái hành động đi đứng nằm ngồi nó có hai cái lực một cái lực là nghiệp quá khứ tại sao tôi thích ăn ngọt vì nhiều đời nhiều kiếp rồi tôi đã thích ăn ngọt bây giờ kiếp này tôi cũng vẫn ăn ngọt nếu ta nhận thức được như vậy bây giờ ta muốn chấm dứt sanh tử thì sao ta không ăn ngọt nữa thấy ngọt cũng không ăn nữa tức là nó gọi là kama vipaka tức là nghiệp hiện tại ta lấy gai lễ gai ta thấy ta thích nhưng mà ta không làm nữa thì cái thích lâu ngày nó chấm dứt và ta chặt đứt nó thì nó không còn con đường nào để dẫn ta đi tái sinh nữa cái ghét cũng vậy ta thấy người này nói cái này ta ghét ta không thích ta quán chiếu trong nội tâm mắc mơ gì mà mình phải không thích cái người đó nó nói nó tạo nghiệp nó làm nó tạo nghiệp nó vô minh nó tạo nghiệp phật còn không cãi được mà phật còn không sửa họ được mà phật chỉ đường thôi thì ta là cái gì mà ta dính líu tới cái chuyện của người khác người khác họ tạo nghiệp mà kệ họ nếu là bạn đạo thương nhau thì khi nào người ta hỏi ấy, thì mình hắn nói ta hỏi à, sư tỷ à em làm như thế có phạm không thì ta hỏi là mình hắn nói còn ta không hỏi thôi đừng nói nói gây oan trái không? khi nào ta hỏi tức là người ta tha thiết trong cái tình đạo ta nói sư tỷ à chị tu lâu hơn em bây giờ đó em lỡ làm như vậy có phạm không em dội nước vào trong cầu tiêu nhưng mà em phóng dịch em không có nhìn ở trong đó có con nhẹ nó trôi theo cầu tiêu nó chết rồi như vậy em có phạm không thì khi người ta hỏi mình hẳn nói mà nói theo cái tâm từ nói theo cái tuệ tức là biết thì nói mà không biết nó không nói khi ta hỏi mình đây theo kinh nghiệm của tôi theo sự hiểu biết của tôi chưa chắc là đã đúng nhưng mà nó như thế này thế này thế này tốt hơn là sư cô nên đi tìm những vị tôn túc để hỏi cho nó chắc ăn hoặc là tra vào trong kinh sách đó, cho nó chắc ăn tại vì lời nói của mình đều tạo nghiệp mà nếu người ta tin vào đó người ta làm là mình cũng tạo nghiệp đấy dẫu là nghiệp thiện thì cũng sẽ tái sinh nghiệp thiện cũng phải tái sinh để hưởng cái nghiệp đó kiếp sau á làm pháp sư không sinh trở lại kiếp này tu nói nhiều kiếp sau làm pháp sư đi giảng đạo muốn không muốn sinh lại nữa không muốn làm pháp sư không làm pháp sư rồi cũng có lúc người ta khen có lúc người ta chửi mà chửi nhiều hơn khen Phật cũng phải bị thì hà huống như là người thường đấy cho nên tu nó không khó 13 hạnh đầu đà quý vị đều tu được đức phật nói y phấn tảo là sao tức là cái y mà giữ nguyên một cái thôi đừng có thay đổi <laughs> rách thì xin cái miếng khác vá lên cái chỗ rách ăn ngày một bữa thì quý vị đang ăn ngày một bữa đây đức phật nó dạy ăn ngày một bữa để cho cái thân nó không có vướng mắc tới cái ăn nó không vì lợi dưỡng đấy quý vị đang ăn ngày một bữa đó là quý vị đang tu hạnh đầu đà hạnh đầu đà nó không ngủ nằm tại vì ngủ nằm á nó làm cho say sưa Thì dựa ghế bố ngủ Có sao đâu Cũng vẫn là hành đầu đà Dựa gốc cây ngủ Cũng vẫn là hành đầu đà Dựa tường ngủ Cũng vẫn là hành đầu đà Hành đầu đà mục đích để làm gì? Để diệt trừ cái Cảm xúc dục lạc Tham đắm trong cảm xúc dục lạc Có cần phải thực hành hành đầu đà không? Cần làm sao để thực hành chánh niệm đi biết đi đứng biết đứng ăn biết ăn khi mình tham đắm trong cảm xúc mình muốn phản ứng khi có đề mục nhận biết đó là hành đầu đà đấy. Hành đầu đà mục đích để ngăn ngừa sự thỏa thích đam mê trong cảm xúc dục lạc. Mà nếu quý vị thực hành được thì đi đứng nằm ngồi đều là hành đầu đa Nhổ cỏ cũng là hành đầu đa Còn cái hình tướng 13 điều á Chẳng qua là hình tướng thôi Cái tâm mới là quan trọng Tâm mới là quan trọng Cho nên xoay vào bên trong Phản quan tự kỷ Khi nghe nhìn ngửi nếm Tất cả các hiện tượng Đều quay vào bên trong quay bên trong thì sẽ thấy sợi dây thần chứ không phải là con rắn. Quay ra bên ngoài thì thấy con rắn. Đêm tối, cái anh chàng say rượu, la lên, dân làng chạy ra, thấy cái đó là sợi dây thần. Tức là khi có ánh sáng trí tuệ chúng ta soi vào, thì chúng ta thấy rõ các pháp. Thấy rõ các pháp là gì? Là vô thường lúc ta vui lúc ta buồn lúc ta thích lúc ta ghét quan sát đi nó sẽ sân sân diệt diệt mà quan sát được sân sân diệt diệt thì thấy nó vô thường mà biết nó là vô thường rồi thì có khởi tâm ưa thích nó nữa không ưa thích cái thứ mà nó thay đổi không cái thứ vô thường không mà nếu không ưa thích tức là nhàm chán tức là phá được thân kiến mà phá được thân kiến thì chứng tư đạo hoàn phải chứng tư đạo hoàn trong kiếp này còn nếu không có thì không có gì đảm bảo là chúng ta còn tái sanh được làm người. Cố gắng lên quý vị, tinh tấn. Mà nhất là không phóng dật cẩn thận trong từng sát na. Quay vào bên trong, đừng quay ra bên ngoài. Ai nói gì, ai làm gì, ai đến ai đi, không quan tâm. Quay vào bên trong, quay vào bên trong. Để giải quyết cái chuyện sanh tử của mình. Tại vì mình chắc chắn sẽ chết. Mà điều thứ nhì Phật dạy, chết không biết lúc nào và ở đâu. Đứng cũng chết, đi cũng chết. Nằm cũng chết. Chết không biết lúc nào và không biết ở đâu. Và khi chết chỉ mang theo cái nghiệp. Mà nếu có tuệ giác thì nghiệp tan. Hãy tin tấn. Chữ giới là căn bản. Nhưng giới không đưa tới giải thoát đâu quý vị. Giới có phước để tiếp tục tái sanh. Có thể sanh làm người. Nhưng mà muốn giải quyết vấn đề sanh tử thì phải chứng từ đầu hòa. Và đầu tiên là phải biết sợ hãi sanh tử. Kiếp sau sanh ra làm cái này cái kia rất là nguy hiểm cho nên luôn luôn quay vào bên trong đi đứng nằm ngồi ăn uống ngủ nghỉ đều quay vào bên trong xem tôi đi có đúng pháp không tôi ăn có đúng pháp không có tâm tham nó có sanh khởi không tâm ghét có sanh khởi không nghe người ta nói có sanh khởi cái gì không thấy người bạn tu có lỗi theo định kiến của mình mình có muốn nói không có phiền không mắc mơ gì khẩu quyết nha mặc kệ nó mặc kệ nó mặc kệ nó chẳng dính gì tới mình nữa đó cái dính tới mình là cái trong tâm mình đó cố gắng nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật